Xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, đêm và sáng là thời điểm mà những luồng gió đông nam dầu ẩm hoạt động mạnh hơn, nên mặc dù rãnh thấp gây mưa đã suy yếu, nhưng những cơn mưa rào vẫn xảy ra rải rác tại các tỉnh miền Bắc nước ta. Tuy nhiên, những cơn mưa đêm qua và rạng sáng nay chủ yếu xảy ra ở vùng núi và ven biển, đồng thời lượng mưa cũng không nhiều. Song chúng đã giúp cho thời tiết duy trì trạng thái tương đối dễ chịu, với nhiệt độ thấp nhất ở vào khoảng từ 24 cho đến 26 độ. Đến trưa chiều, mưa dứt, mây tan và trời có nắng trở lại, nâng nền nhiệt độ trên toàn khu vực tăng lên khá nhanh. Cao nhất chiều nay dao động trong khoảng từ 31 cho đến 33 độ, một số nơi lên tới 34 độ. Người dân thủ đô Hà Nội và những đô thị lớn của miền Bắc sẽ có cảm giác oi nóng. Với sự phát triển nhanh chóng trở lại của vùng thấp nóng ở phía Tây, thì dự báo là trong 2 ngày nghỉ cuối tuần này, nhiệt độ sẽ còn tăng thêm mỗi ngày khoảng 1 độ. Như vậy là nắng nóng sẽ nhen nhóm trở lại vùng đồng bằng Bắc Bộ, với nhiệt độ cao nhất ngày thứ 7 Chủ nhật này ở vào khoảng từ 35 cho đến 36 độ. Với miền Trung, xu hướng giảm mưa tăng nhiệt thậm chí còn diễn ra mạnh hơn. Dự báo trong ngày hôm nay, dọc theo các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào cho đến Ninh Thuận sẽ có mây thay đổi, nắng kéo dài trong ngày, cùng nên nhiệt độ cao nhất đồng loạt tăng lên từ 33 cho đến 35 độ. Riêng tỉnh Bình Thuận nhiệt độ chỉ dừng lại ở mức là 32 độ và với khả năng có mưa dông trong khoảng chiều tối. Hôm nay thời tiết miền Trung chưa quá gay gắt nhưng từ ngày mai sẽ có nắng nóng thực sự. Dự báo đến cuối tuần này, khi vùng thấp nóng ở phía Tây phát triển mạnh hơn kết hợp với hiệu ứng gió phơn, thì miền Trung sẽ xuất hiện nắng nóng, tập trung chủ yếu tại các tỉnh phía Bắc, đặc biệt là vùng núi phía Tây các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế, với nhiệt độ có thể lên tới 36 cho đến 37 độ, thậm chí lên trên 37 độ. Dịch xuống phía Nam, chịu ảnh hưởng đơn thuần của đới gió Tây Nam cho nên ngày hôm nay mưa giảm đi nhiều tại các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ. Thay vào đó trời có nắng gián đoạn trong ngày, thời tiết sẽ thuận lợi hơn trong khoảng sáng đến trưa nên nhiệt độ tại các tỉnh thành phía Nam sẽ ít biến đổi với mức nhiệt từ 29 cho đến 32 độ ở Tây Nguyên và từ 30 cho đến 33 độ ở các tỉnh thuộc khu vực Nam Bộ. Từ thời điểm trưa chiều, khi gió Tây Nam bắt đầu hoạt động mạnh hơn, tích đủ lượng ẩm cần thiết thì mây kéo đến nhiều hơn và gây mưa rào tại khu vực phía Tây của Nam Bộ, sau đó lan rộng tới miền Đông và vùng cao nguyên trong thời điểm chiều tối. Mưa không nhiều nhưng cũng đủ để mang tới trước mắt lành cho khu vực với nhiệt độ thấp nhất về đêm hạ về mức từ 25 cho đến 27 độ tại Nam Bộ và từ 21 cho đến 24 độ ở Tây Nguyên. Cuối cùng là những thông tin thời tiết trên biển. Trong đêm nay và ngày mai, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa thời tiết vẫn ổn định. Riêng phía đông bắc khu vực này, do chịu ảnh hưởng của một cơn bão ở phía tây Philippines nên có mưa dông và gió mạnh. Các tàu thuyền cần lưu ý tránh đi vào khu vực có thời tiết xấu này. Vùng biển ven bờ Nam Trung Bộ và khu vực Nam Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật trên cấp 6 và mưa dông. Trong cơn dông cần đề phòng với lốc xoáy và gió giật mạnh. Như vậy là ngày hôm nay, xu hướng giảm mưa diễn ra trên hầu khắp cả nước. Trong đó, các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng xuất hiện nắng nóng trở lại vào dịp cuối tuần này. Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì trạng thái nắng gián đoạn vào sáng và trưa, sau đó đón mưa dông vào chiều tối. Đáng chú ý là thời tiết Biển Đông vẫn còn xấu với mưa dông và gió mạnh. Bản tin thời tiết sáng nay cũng xin được khép lại với phần dự báo chi tiết nhiệt độ trên các tỉnh thành trên cả nước. Xin kính chào và chúc quý vị một ngày mới tốt lành. Thank you.